Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng bào Thái ở Thanh Hóa vui đón Tết độc lập. Du khách thích thú với tour cổ cò huyền thoại ở Hội An. Cần Thơ thu hút du khách dịp nghỉ lễ. Công nhân xa quê vẫn bám trụ công trường dịp lễ. Xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững ở Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Đến Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh chiêm ngưỡng kỳ quan cổ vật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Hòa chung không khí với cả nước, những ngày này thì đồng bào dân tộc Thái ở các huyện miền núi, vùng cao, biên giới của tỉnh Thanh Hóa tưng bừng đón Tết độc lập, mừng Quốc khánh 2 tháng 9 với nghi lễ trang trọng và nhiều hoạt động ý nghĩa. Khắp các bản làng của đồng bào dân tộc Thái ở huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, nơi đầu cũng tràn ngập niềm vui. Ngày Tết độc lập từ lâu đã trở thành ngày lễ không thể thiếu, tạo nét văn hóa đặc sắc của bà con nơi đây. Để đón Tết độc lập, bà con đã tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, hội thi các trò chơi dân gian, quét dọn, sửa sang nhà cửa, ngõ xóm sạch đẹp. Người dân dành những thức ăn ngon nhất, vào rừng tìm lá dong đẹp nhất để gói bánh dâng lên tổ tiên và Bác Hồ kính yêu. Nhiều người con của bản đi làm ăn xa cũng trở về để vui Tết độc lập. Con cháu sum vầy cùng ôn lại những ký ức hào hùng của dân tộc. Giờ những ngày này mọi công việc đều được người dân gác lại. Trong các bản làng vang lên những câu hát, điệu sạp. Cùng với đó là âm thanh cồng chiêng, người dân say sưa trong điệu múa xòe, thể hiện sự đoàn kết của bản làng, lòng biết ơn đối với sự hy sinh của cha ông để hôm nay có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 cũng là thời điểm hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi. Nắm bắt nhu cầu của du khách, các địa phương đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, trong đó có việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn. Như là tại thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam, dịp nghỉ lễ này địa phương khởi động tour cổ cò huyền thoại, sản phẩm du lịch cộng đồng đặc sắc thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế. Đây là một trong những nỗ lực nhằm đánh thức tiềm năng du lịch trên sông Cổ Cò, dòng sông từ lâu được kỳ vọng khơi thông để kết nối Đà Nẵng và Hội An bằng đường thủy. Đến Hội An đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhóm du khách nước ngoài này được khám phá một góc rất khác của Hội An, khu vực ven sông Cổ Cò. Tour cổ cò huyền thoại bắt đầu bằng hành trình du ngoạn dọc sông Cổ Cò đến xóm chùa An Bàn bằng thuyền chèo tay. Du khách được tận mắt chứng kiến cách ngư dân địa phương đánh cá với những ngư cụ truyền thống từ nhiều đời nay. Tính hài hòa giữa sông nước và cảnh vật xung quanh cũng như làng quê và những cái di tích còn lại, chắc chắn rồi hành trình trên sông Cổ Cò sẽ là một tour đáng được mở rộng, đáng được xây dựng vun đắp. Sau khoảng 30 phút chèo thuyền, du khách thăm làng chài An Bàn bằng xe đạp với những điểm dừng chân không thể thiếu của một làng quê Việt như cây đa di sản, giếng đá cổ, dấu tích của đình đá cổ, và lắng nghe những câu chuyện, những điển tích xưa minh chứng cho bề dày truyền thống văn hóa lịch sử của vùng đất này. Nếp sống, lối sinh hoạt, ẩm thực đậm chất Quảng cũng được chính người dân địa phương giới thiệu tới du khách bằng cách mộc mạc nhất thông qua ly chè đậu gián, chén bánh bèo hay tô mì Quảng truyền thống. Công thức các nguyên liệu tụi em là hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng máy móc, chỉ có sức lao động con người và không có sử dụng hóa chất gì cả. Rất là mì tôm thịt vẫn ở đây, tại vì nguồn tôm nuôi rất sông, thịt vẫn có người ta quanh đây người ta nuôi thịt. Nên là mình rất sử dụng nguyên liệu tự nhiên, mình tự hào về điều đó. Xuyên suốt hành trình khoảng 3 giờ đồng hồ, tour cổ cò huyền thoại với nhiều trải nghiệm đậm chất văn hóa bản địa khiến du khách nước ngoài đặc biệt thích thú. Trong thời gian tới, cổ cò huyền thoại dự kiến sẽ được Hội An đưa thành điểm du lịch và tour tuyến phục vụ du khách thường xuyên liên tục. Tôi rất thích tour này. Lần đầu tiên được đi thuyền trên sông, được thấy ngư dân đánh cá bằng lưới như thế nào và hiểu nhiều hơn về Việt Nam, về vùng đất này của Hội An.
Thực sự là một tour đặc sắc mà tôi nghĩ mọi người rất nên trải nghiệm. Hướng dẫn viên nhiệt tình và những người dân mà chúng tôi gặp trong hành trình đều rất là tuyệt vời. Trước thế kỷ 19, sông Cổ Cò từng là tuyến đường thủy quan trọng nối liền tiền cảng Đà Nẵng với thương cảng Hội An. Tuy nhiên, từ thế kỷ 20, con sông này đã bị bồi lấp mạnh và trở thành đất ở, đất vườn của người dân. Trong khi chờ dự án khơi thông lại sông Cổ Cò để biến thành tuyến đường thủy đặc sắc, kết nối du lịch Đà Nẵng và Hội An được thực hiện, thì tour Cổ Cò huyền thoại đoạn qua phường Cẩm An, thành phố Hội An mới được khởi động đã cho thấy phần nào sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch trên dòng sông Cổ Cò. Miền Tây cũng là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách trong dịp nghỉ lễ này. Trong đó thì thành phố Cần Thơ thu hút nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm, đặc biệt là chợ nổi Cái Răng. Ngay từ rất sớm, du khách đã có mặt tại bến tàu du lịch Ninh Kiều để tham gia trải nghiệm, tham quan cuộc sống và cảnh buôn bán của chợ nổi Cái Răng. Dịp này, các chủ tàu vẫn giữ bình ổn giá với giá vé 100.000 đồng một người để du khách có thể thoải mái trải nghiệm miền Tây sông nước. Ngoài ra, đây còn là thời gian và mùa của một số loại trái cây ở các vườn sinh thái, nên ngoài các địa điểm tham quan cơ bản, các chủ tàu còn tạo điều kiện để du khách tham quan một số điểm du lịch mới, trải nghiệm hái trái cây và thưởng thức ngay tại vườn. Tại vì em là một người miền Trung cho nên là khi mình đến với Cần Thơ thì cảm giác trong em rất là háo hức. Nhìn chung cơ bản thì em cảm thấy là con người ở Cần Thơ rất là thân thiện, này, hiếu khách, cởi mở. Cũng như là những cái món ăn ở miền Tây nó cũng khá là hợp khẩu vị và ngon. Với đa dạng các loại hình du lịch, Cần Thơ là điểm đến lý tưởng. Đến đây du khách có thể tận hưởng không khí trong lành, thưởng thức những món ăn đặc sản, tham quan những điểm du lịch hấp dẫn, trải nghiệm văn hóa sông nước, đặc trưng miền Tây. Dự kiến hôm nay, số lượng du khách đến Cần Thơ sẽ tăng thêm. Còn tại tỉnh Đồng Tháp thì trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông đã đón rất nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm. Các điểm thu hút nhiều khách đến tham quan là nhà trưng bày trứng chim và cá nước ngọt, trải nghiệm cảnh quan sinh thái Vườn Quốc gia Tràm Chim bằng tàu kéo, tham quan chụp ảnh với nhiều tiểu cảnh đặc sắc, mua sắm các loại đặc sản của địa phương, quà tặng tại trạm dừng chân C4. Vườn Quốc gia Tràm Chim từ lâu là điểm đến tham quan hấp dẫn cho những ai thích khám phá cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, dùng Đồng Tháp 10 thu nhỏ, ngắm nhiều loài chim quý. Dự báo trong những ngày nghỉ lễ tiếp theo sẽ có nhiều du khách đến tham quan du lịch tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Nước ta có rất nhiều làng nghề truyền thống với những sản phẩm đặc trưng, đến nay vẫn đang được người làm nghề gìn giữ và phát triển, như làng nghề lò trấu ở xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Từ những năm 70 của thế kỷ trước, thì bà con nơi đây đã cho ra đời sản phẩm bếp đun làm bằng nguyên liệu trấu pha với đất sét. Mỗi người thợ đảm nhận một công đoạn khác nhau, cùng nhau góp phần tạo nên sản phẩm truyền thống đặc trưng của địa phương. Hiện nay, không ít bà con vẫn sử dụng củi hoặc trấu để đun nấu. Do đó, làng nghề lò trấu ở xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vẫn miệt mài tạo ra những sản phẩm chất lượng để phục vụ nhu cầu của thị trường. Lò trấu ở Long Điền B có 5 chủng loại chính là lò một hộc, hai hộc, đun nấu bằng trấu, bằng củi. Để sống được với nghề, bà con vừa làm vừa cải tiến mẫu mã đẹp, bền, an toàn khi sử dụng. Để làm ra một chiếc lò trấu hoàn chỉnh, phải mất khá nhiều công đoạn. Cái khó nhất trong quy trình làm lò là phải thông khói, lửa cháy đều, không bị hút ngược và trả khói lại. Nhờ đặc điểm này mà khi đun nấu, bếp còn tiết kiệm được nhiên liệu tối đa so với bếp truyền thống. Thông thường phải mất từ 4 đến 5 ngày mới cho ra một lò trấu hoàn chỉnh. Thế chú làm cái nghề lò này cũng khoảng 30 ngoài năm ạ. Chú thấy cái lúc đó thì cái ga rồi nó mắc. Lúc đó cũng chưa có xài ga đó rồi sao chú thấy gì chú mới làm ra cái lò để cho bà con cô bác người ta xài cho nó đỡ cái chi phí ra. Thường thường đi bán thì mấy tỉnh miền Tây mình bán giáp hết. Rồi thậm chí ra cái miền Đông Nam Bộ nữa, như Tây Ninh, rồi Bình Phước, Đắk Lắk. Chú thì chưa cái thu nhập chính thì nó nhờ lò. Tâm huyết với nghề nên bà con xóm làm lò ở xã Long Điền B vẫn kiên trì gìn giữ nghề truyền thống. Sự nỗ lực không ngừng của người dân nơi đây không chỉ giúp họ duy trì sinh kế, mà còn bảo tồn những giá trị truyền thống,
góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của vùng đất này. Văn hóa của người miền Tây không chỉ thể hiện qua gian bếp với những chiếc lò trấu, lò củi, mà còn qua công việc mưu sinh gắn liền với sông nước. Từ đây thì cũng hình thành nghề làm ngư cụ phục vụ nhu cầu đánh bắt thủy sản, giúp cho bà con có thêm thu nhập. Cụ thể là tại huyện Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau thì những năm gần đây, nghề đăng rạp cua đã giúp nhiều gia đình có việc làm ổn định với thu nhập mỗi tháng hơn chục triệu đồng. Trước đây, bà Mai Bích Lệ ở ấp Xẻo Lá, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau được người anh chỉ dẫn làm rạp cua nhưng làm bằng tre, sử dụng không được lâu nên bà đã nghiên cứu làm rạp cua bằng chì có độ bền cao, được khách hàng ưa chuộng, bán được nhiều hơn. Nghề đăng rạp cua cần sự tỉ mỉ, chị em phụ nữ có thể tranh thủ thời gian để làm, vừa có thu nhập, vừa chăm sóc gia đình. Nghề này thì cũng ổn định, cũng đủ sống, biết thì nó cũng dễ, sợ nó không biết thì nó hơi khó thôi, nó cũng dễ. Khó là khó, cái quan trọng cái cắt lưới. Yêu cầu thằng muốn làm sao thì mình làm theo vậy thôi. Để hoàn thành một cái rạp cua phải trải qua nhiều công đoạn, từ khâu cắt chì, luồn chì bằng ống mũ và ráp khung chì theo mẫu. Sau đó sẽ đo mặt lưới để đan vào khung theo đúng tỷ lệ. Hầu hết các nguyên liệu làm rạp cua đều được gia đình bà Lệ chọn loại tốt, chất lượng và làm theo đúng yêu cầu của khách hàng nên bán rất chạy. Sắt mình kéo ra, lấy sắt về mình đưa vô cái khuôn kéo ra, đo đủ thì cái ni của nó mới được, hụt chút cũng không được, mà dư thì mình cắt bỏ. Thà dư cắt bỏ không có hụt, rồi mình gõ luồn ống vô rồi mình mới bẻ cái khuôn kia nữa, cái khuôn này nè, mới bẻ nó kẹo ngậu bẻ xoay tròn nó cái vô mới được cái lợp. Cái hầm tròn này giờ nhiều người ta biểu làm hầm tròn một cột thấp chứ, hầm cột cao lên trên thì cũng cột cao trên, sử dụng cua hầm thấp quá nó cũng đi ra người ta, cột keo giống lên, cho nó cao lên cua nó ra không được. Mỗi cái rạp cua có giá 40.000 đồng, trung bình mỗi ngày hai vợ chồng bà Lệ làm khoảng 10 cái, hàng tháng bán ra trên 300 cái, vào cao điểm có thể lên đến khoảng 500 cái. Hơn 20 năm qua, nghề đăng rạp cua đã giúp gia đình bà Lệ có việc làm ổn định với thu nhập mỗi tháng từ 12 đến 15 triệu đồng. Tiếp tục chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau. Xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững ở Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Công nhân xa quê vẫn bám trụ công trường dịp lễ. Đến Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh chiêm ngưỡng kỳ quan cổ vật. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ này, không có chuyến du lịch hay về quê thăm gia đình, nhiều công nhân xa quê vẫn miệt mài thi công trên các công trình, ghi nhận tại dự án cầu Đại Ngãi, nối liền hai tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày là dịp để cho người lao động tranh thủ về với người thân gia đình, nhất là những người xa quê. Thế nhưng, gác lại niềm riêng, gần 300 kỹ sư công nhân dự án cầu Đại Ngãi, nối liền hai tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng vẫn bám trụ công trình, tất bật với công việc. Để thi công kịp tiến độ, các công nhân thay phiên nhau làm việc 3 ca một ngày và không có ngày nghỉ. Mấy ngày nay dù có mưa lớn, nhưng các công nhân không ngại khó, tập trung làm việc. Để động viên tinh thần công nhân, đơn vị thi công đã có chế độ tăng lương thưởng vào dịp lễ. Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Rông Bắc vừa tổ chức hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững. Theo các chuyên gia, tại Tây Nguyên, trước đây sầu riêng chỉ là cây trồng sen trong vườn cà phê, nên nhà vườn chưa quan tâm đầu tư đến kỹ thuật chăm sóc. Mặt khác, cây sầu riêng mới phát triển mạnh trong những năm gần đây, nên nhà vườn chưa có nhiều kinh nghiệm trồng, xử lý sâu bệnh gây hại. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng đang gây ra những hiện tượng thời tiết bất thường, đã ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng trái sầu riêng. Bên cạnh đó, diện tích trồng sầu riêng ở Tây Nguyên quy mô còn nhỏ lẻ, tỷ lệ diện tích được cấp mã số vùng trồng còn thấp, sản phẩm chủ yếu chế biến thô, liên kết chuỗi giá trị còn hạn chế. Từ đó, các nhà khoa học đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm giúp Đắk Lắk và Tây Nguyên phát triển cây sầu riêng bền vững. Chúng ta phải
xây dựng cho được cái quy trình mà kỹ thuật canh tác ở từng nơi. Thì như vậy thì chúng ta có được cái quy trình kỹ thuật rồi kèm theo cái năng lực, cái kiến thức của người nông dân. Những cái chính sách, cái quản lý, cái hỗ trợ của nhà nước thì vậy thì mới có thể là sản xuất ra được những cái trái sầu riêng chất lượng. Chúng ta nên có thể là chuyển đổi số, chúng ta số hóa tất cả những cái công việc, những cái mà chúng ta đã thực hiện trong vườn sầu riêng. Và tôi nghĩ là một trong những cái mà rất là quan trọng là xem xét tất cả những cái yêu cầu của nhà nhập khẩu và chúng ta nên tuân thủ tuyệt đối. Tại hội thảo, các nhà khoa học và địa phương đã cung cấp bộ giải pháp trên cây sầu riêng và rau màu nhằm giúp người nông dân cải thiện năng suất và chất lượng. Chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay và kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm với chủ đề Cổ Đổng Kỳ Quan, nơi hội tụ các nền văn hóa. Hơn 150 cổ vật niên đại từ hơn 100 năm đến trên 1.000 năm thuộc các nền văn hóa khác nhau được trưng bày tại triển lãm, giúp cho người xem được dịp tìm đến với những tinh hoa và ký ức thời gian của các nền văn hóa lắng đọng trong các kỳ quan cổ vật. Phần lớn trong số đó là lần đầu được giới thiệu đến công chúng. Hàng trăm cổ vật như đồ gốm, tượng thờ, tranh ảnh, trang sức, vật dụng sinh hoạt được sắp xếp thành 4 nhóm chủ đề chính: mỹ thuật Việt Nam, mỹ thuật Trung Quốc, mỹ thuật Nhật Bản và nghệ thuật Ấn Độ ở Đông Nam Á, giúp người xem tìm về với lịch sử, văn hóa dân tộc, hiểu thêm về tinh hoa nghệ thuật và sự giao thoa, hội tụ các nền văn hóa trong dòng chảy thời gian. Một cái buổi triển lãm như thế này thì cảm thấy rất là hay và ý nghĩa cho những bạn trẻ mới như mình và muốn tìm hiểu, muốn tới những cái cổ vật mà ông bà ta đã để lại cũng như là các cổ vật của những nền văn hóa phương Đông khác. Mỗi chủ đề mang một nét đặc trưng, mỹ thuật Việt Nam giới thiệu các loại đồ thờ cúng, các bức tượng Phật, đồ gia dụng mang nét đặc trưng của nghệ thuật đúc đồng Việt Nam. Nghệ thuật Ấn Độ ở Đông Nam Á với điểm nhấn là các loại tượng thờ, phù điêu trang trí mang ảnh hưởng của hai tôn giáo lớn là Hindu giáo và Phật giáo. Mỹ thuật Nhật Bản mang đến nhóm hiện vật thuộc dòng gốm mỹ thuật Sajima vang danh vào thế kỷ 17. Mỹ thuật Trung Quốc với mỹ thuật trên gốm qua các hiện vật thuộc dòng gốm men ngọc và gốm men xanh trắng. Những cái hiện vật cổ có giá trị minh chứng cho một giai đoạn phát triển. Đây là cả một cái chuỗi dài rất nhiều thế hệ các nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu hợp tác và các nhà sưu tập hợp tác để chúng ta có được một cái buổi mà trưng bày xuất sắc như thế này. Triển lãm Cổ Đông Kỳ Quan, nơi hội tụ các nền văn hóa là thành quả đáng ghi nhận của Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh nhằm gìn giữ và truyền tải những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau. Từng cái chủ đề mới để cho không chỉ là những người dân, khách du lịch khi mà đều tìm thấy đây là một trong những cái điểm mà cần đến khi mà đến thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng rất là muốn đem lại cho công chúng nhiều cái hoạt động nó bổ ích, ví dụ như là đáp ứng những yêu cầu, những cái chuyên đề về mặt lịch sử, văn hóa, kỷ niệm về cách mạng, rồi giai đoạn giải phóng dân tộc cũng như là cái đóng góp về mặt văn hóa của phương Nam trong cái dòng chảy của lịch sử văn hóa dân tộc. Triển lãm này còn là một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy mở rộng giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bảo tàng Quảng Ninh cũng là điểm đến hấp dẫn dịp nghỉ lễ này. Bảo tàng thu hút du khách trong nước và quốc tế không chỉ vì thiết kế độc đáo, mang đậm nét văn hóa của vùng đất mỏ, mà bởi nơi đây trưng bày đa dạng các hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của vùng đất này, cùng với nhiều vùng miền trong cả nước. Bảo tàng được ví như viên ngọc đen tráng lệ nằm bên bờ di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Bảo tàng Quảng Ninh là điểm đến không thể thiếu trong hành trình đến với Vịnh Hạ Long. Du khách đến Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh được khám phá thêm nhiều không gian mới, không chỉ là các hiện vật về lịch sử chiến đấu, mà còn là lịch sử về ngành than, hay gần như lạc vào một thế giới với đa dạng các loại vật, côn trùng, sinh vật được trưng bày. Hiện Bảo tàng Quảng Ninh có trên 30.000 hiện vật đã đăng ký hồ sơ, trong đó có trên 19.000 hiện vật được trưng bày. Nơi đây được ví như kho tàng di sản quý giá của đất mỏ. Mọi món đồ trưng bày đều mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị và sâu sắc về văn hóa và con người Quảng Ninh.
Hải Phòng lên đây thì cảm nhận đầu tiên là từ bên ngoài vào ấy thì là một khối màu đen rất là đẹp ấy, nhìn ra biển thấy rất là kiểu hùng nó to ấy. Về thế không biết thì trên con đi Hạ Long thì con cảm thấy rất là vui và con khám phá được nhiều thứ rất là hay và con cũng biết nhiều về cha ông ta và đồ cổ mà ngày xưa hơn ạ. Điểm nhấn của bảo tàng là thiết kế than nguyên khối lớn có giá trị hơn 900 tỷ đồng. Kiến trúc sư là người Tây Ban Nha đã giúp Bảo tàng Thư viện Quảng Ninh đoạt giải công trình của năm 2013. Bảo tàng phát họa những đặc trưng cơ bản nhất về thiên nhiên, con người đất mỏ, về văn hóa làng chài, các loài sinh vật biển, côn trùng tại Quảng Ninh, những hiện vật khảo cổ độc đáo, mô phỏng đời sống, hoạt động của ngư dân vùng biển Quảng Ninh suốt hàng ngàn năm lịch sử, và đặc biệt nhất là không gian ấn tượng dành riêng cho lịch sử hình thành và phát triển của ngành khai thác than. Thì em thấy ấn tượng nhất là khu khai thác mỏ than, làm cho em tái hiện lại rất chi là chân thật, hiểu những sự vất vả của những người công nhân ngày xưa. Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng Quảng Ninh đã đón trên 650.000 lượt khách, trong đó có khoảng 19.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu đạt trên 19,2 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, Bảo tàng đã đón khoảng trên 7.000 lượt du khách. Tại thành phố Hà Nội, hàng trăm tác phẩm thư pháp quốc ngữ được sắp đặt với hệ thống ánh sáng, tạo hiệu ứng tương tác người xem trong triển lãm Nghiên bút còn thơm. Sự kiện do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô và hướng tới ngày di sản văn hóa Việt Nam diễn ra đến hết ngày 25 tháng 9. Ngoài 70 tác phẩm chính, không gian trưng bày có 693 bức vẽ nhỏ được tạo ngẫu hứng trong quá trình sáng tác của 15 tác giả. Nội dung những bức thư pháp được lấy cảm hứng từ thơ văn quốc âm, chữ nôm, quốc ngữ của các danh nhân trong nước như Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các tác giả còn sử dụng những nội dung văn chương hiện đại viết về Thăng Long, Hà Nội. Toàn bộ tác phẩm đều được soi sáng từ bên trong, giúp các nét chữ, vết mực nổi bật, thu hút người xem. Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám. Những tác phẩm thư pháp được trưng bày không chỉ mang vẻ đẹp truyền thống và đánh thức mỹ cảm hiện đại, mà còn nâng cao nhận thức, hướng công chúng tới sự nhìn nhận đánh giá cao hơn về vai trò giá trị của thư pháp quốc ngữ trong bối cảnh hiện đại. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.